Hay trâu đã bấm pin nhá, mình ấn pin nhá, cái này mình đã need accent này mình đã trâu đã bấm pin, bây giờ ấn pin thế, về miền Pành Hà ấy, số tháp ấn pin miền Pành Hà ấy, bấm bấm pin, bây giờ rồi lôi bán YouTube lại tập năng Google AdSense gọi nhau dữ rồi nữa, rồi có việc nhau ấy đã bắt đầu việc cắt tụ từ, việc cắt chờn, chẳng, bớt xanh thì vương ấn khơi nông đi tới dân châu từ lử, dân châu từ mưa được nông mèl. Việc có thể nhảy cho nó không mèo để miền của AdSense này à lấy dân cho được căn mèo mình nó bị để dân khơi chân được lượng dashboard YouTube với dân cho được căn Gmail bao dương này đội nhóm chắc nhóm cho một căn Gmail bao nhóm biệt đạn này khơi nhé YouTube creator này là này, important này bây dân chạy lại nhân tới biệt đạn thăm mạch này khơi nhé YouTube do US tạm form expire at the end of 2024 មានន័យថាអត្តរបស់យើងនឹងវានឹងផុតកំណត់នៅចុងខែនៅចុងឆ្នាំ 2024នេះហើយអញ្ចឹងណាហើយខាងក្រោមវាដាក់ថាម៉េច It's time to refresh your US tax form មានន័យថាពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវតែរៀបចំតាក់សាថ្មីមានន័យថា refresh នឹងមានន័យថាយើងត្រូវ resubmit ឬក៏បំពេញតាក់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងណា creator with expired US tax form may be subject to default tax rate of 24% of total earning worldwide មានន័យថាបើសិនជាយើងអត់បានចូលទៅបំពេញតាក់នឹងទេណាអត់បានទៅ resubmit តាក់ឬក៏ទៅ refresh តាក់នឹងសារថ្មីឬបំពេញតាក់នឹងសារថ្មីទេ Google AdSense នឹងកាត់ពន្ធពីយើងរហូតដល់ 24% ទូទាំងពិភពលោកមានន័យថាលុយយើងរកបានពីប្រទេសណាក៏ដោយក៏វាកាត់ 24% ដែរ ទោះបីរកបានពីអាមេរិកក្តីរកបានពីប្រទេសណាក៏ដោយវើលវាយនេះមានន័យថារកបានពីប្រទេសណាក៏ដោយក៏វាកាត់ 24% ដែរអញ្ចឹងបើសិននេះយើងបំពេញតាក់ហើយវាកាត់ទៅតាមប្រទេសប្រទេសខ្លះវាអត់កាត់ទេប្រទេសខ្លះកាត់ប្រទេសខ្លះអត់តែបើយើងបំពេញតាក់ហើយភាគច្រើនវាកាត់តែនៅក្នុងអាមេរិកទេប្រទេសផ្សេងៗវាអត់កាត់ទេដោយរកបានដល់ខ្មែរវាអត់កាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងអត់បំពេញទេនេះវាកាត់ 24% ទូទាំងពិភពលោកពិភពលោកទាំងឡងមកលុយដែលរកបាន Hãy đặt thờ what should I do tại dương cua thử mạch là về đầm 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 bằng bình phóng nâng dây dương cua thử mạch chẳng lấy những việc hẹp ở dương sign in bây dương ở dương sign in đó nè sign in cho từ Google AdSense Google AdSense đầy dương rau lôi cho mùi nâng YouTube nâng đầm bấy resubmit tạc information mình này thay dương sign in cho được nông Google AdSense để dừng rồi cho mùi YouTube nâng đầm bấy bấm bình form xa thamay rứt có tờ refresh form nâng Make sure to reserve Né, reserve mình đọc ram rứt có một phần tí đầm bấy complete a process nâng Mình này tha dừng khoản tè ở chùm này phêl trăm là miền phêl trăm tè đọc ram rứt có một phần tí đầm bấy hiệp chấm ôi a process của AdSense nâng rịp chăm tạm bao dương nó ở bàn là ồ chẳng hả chẳng dân thật phở tì môi sản in châu là không Google AdSense tì bí tỏ bị châu Google AdSense hỏi ở click từ lơ payment info tì bay click từ lơ mình này sẽ thính tì bố này dân scroll cho scroll mà rô biệt thả payment profile hay ở dương chạch edit trong nói thả United States tại info ទី 5 click minute tại info ទី 6 click submit new form ទី 7 on the page you will find a guide that you will help you to select the appropriate form of your situation ចំណុចទី 7 ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចូលដល់ទី 7 គឺយើងនឹងបានឃើញកន្លោនដែលយើងត្រូវបំពេញផ្សេងៗហើយអញ្ចឹងយើងអាចមើលតទៀតបានអញ្ចឹងណាអសរហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះ
Okay,
check your mail link address nung. Hãy check nơi tiết tiết tới. Ok, dừng nơi chạm biển tiết tiết. Mà đó lại nè. Ok, dừng mơ via tam lòng đạm đòi mà. Are you claiming? Bởi dương vô ở nế, bởi dương ở rực vật tì hình đoàn kia, chẳng ở tế dương vô nấu ở lại nế hả? Dương vô nấu. Hãy bởi tòa mà tế dương trách này tiệt. Bởi cho bình trách này hai, ở nế chung mô bởi dương á. Ok. Dương vô về, rồi cái vô nó lại nè bọn. Provide Google, affiliate will be performed. Họ thế dương vô yes, à, lại nế dương vô vậy ha. Ok, hãy dương check này từ tiết. Chẳng đoàn lại nế dương recommend là dương nế, chẳng dương tiền về chọc cho máu. Dương dương do lơ đồng bay dương từ tool mail á từ tool mail là về nó từ tool là tạm giữ mail bay dương do anh ấy cứ dương từ vô là presoni chẳng dương do lấy anh này máu chẳng dương cho này từ tiền mà đau lại nấy dương cho thịt lại này máu hay cho này từ tiền thịt cho này mùi tiền máu thịt cho này tiền optional bài thế. Hay cái này vì xua dương tha dương thưa nó đẹp cho một lùn ái như là thưa chụp nụ kề chẳng một lùn ái dương chạy yes hay dương chạy submit anh đang dương một pin xa thứ mấy á bọn con dương pin form xa thứ mấy á chờ mới chụp chi mình chụp cháy về phép dương à. Ok à lỡ chụp chi vậy này bọn con á tí bọn mà phải bốn bằng bọn khởi nhé này à, nhằm sắp mình là ngày tí đọc phẩm phẩm sẽ thầm bơ bì bọn phải bốn chẳng việc prù với xám sắp phía rồi ta đã lọt bánh hà tê hãy cho ăn lớn đi mạch đá ăn lớn đi tạ sang gặp bùa tạ sang gặp bùa nế bỏ xô thảo bọn bọn phẩm phênh rực bán phẩm phênh rực cầm mân phẩm phênh bà ọt phẩm phênh miên bánh hà ai ọt xử mẹ bọn bọn dương nở rô lôi cho mua YouTube bạch phẩm phênh của bạn đây tại bọn xử mẹ bọn bọn nở rô lôi cho mua nâng website bọn con thử tại vùng pin ở lấy những vùng pin trao mong tới chưa tục về chân việc khỏe mơ ở lấy vùng pin nhà đi hai ấy bọn phải bốn lấy những vùng pin nhà đi mua tiết tới anh ấy xuống pin nhé ở đồng bài bọn con mơ phó anh ấy bình tạng chân dân dân nó thằng ốc của dân ọt khoa thế chạy sắp mít tớ vì xua tiết đó individual no tới ok mình click rồi hả click rồi hả lại individual chẳng đi cứ chỉ được biết rồi dừng submit ta ok hãy ok hãy nghe sang của pua của hai amrit của hai đây chẳng on miền ấy pan hà thì đấy chân dương ban phụng pin tạo rủi ro ở hai vòng bốn á này rủi ro ở hai này tạo sang phố đạm mà những này à khóm nó tạo âm rịch vòng bốn này thì còn phải bốn này nó sẽ tạo âm rịch tạo đại dương tập ra nó đặc cứ W B N sẽ tạo bom rịch nhé những ảnh mưa tới khơi như này rồi nhé vòng bốn và con trai nó vòng đó này ở bằng hai tập năng thế hay vòng bốn ai trả nó vượt tạm bị tàu năng tới cầm thả bóng 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 bóng